Trời ơi, cá to bự. Một con này chắc gần cả ký luôn á. Này này sẽ hấp ăn bánh tráng mồi. Giờ đi, cho đi. Wow, trời ơi. Cái con này cũng to chả bá lửa luôn. Thôi bây giờ làm mày xong nướng ấy. To quá. Quá wow, đã quá. Đây nè mọi người. Một con cá trơ này chắc trời không nghĩ chắc tầm gần 1 ký á. Thôi nhìn cái bụng nó kìa. Ủ nè ủ nặng luôn. Cái này là cá trên hồ tôm nhà bà Hương nha. Cá sạch á. Dịch này không có dám đi chợ luôn mọi người. Làm cái này ăn. Cho tí xíu muối thôi nè mọi người. Bây giờ nó đang nhảy chạch chạch nha mọi người. Mọi người cứ coi thu đủ giải nè. Bây giờ sẽ chiều cá nó xuống để nấu cháo với cá trê nha. Trời nó cao kinh khủng luôn á. Nó cao hơn cả cái nhà luôn nè. Đây nè. Đó. Trời. Đây thu đủ sau khi mà hái gọt xong rồi nè mọi người. Bây giờ con sẽ đem đi rửa nha. Cá này đã rửa sạch rồi nè. Nhóm lửa để nướng cá nha mọi người. Cá thì cái phần thân thì sẽ nướng. Rồi còn cái phần đầu mình sẽ nấu cháo nha. Nhìn cả một bụng trứng xem này. Đã quá. Cái dạng bí mà bây giờ nó bò lên được cho trên này rồi nè. Đó mọi người. Nha. Lấy lốt này. Này là khổ với quẹ nha. Rồi bò nguyên cả một dây như vậy luôn này. Xem nè, bí có trái rồi nè. Đó, trái nhỏ nhỏ tí tí như này nè. Thôi cái này để lớn đi ha. Hương cũng thích ăn bí nhỏ như vậy luộc. Ăn chấm mắm nêm á. Ngon nhức nách luôn. Đây cũng được một anh nữa nè. Đó, đây mọi người. Đó, một thau cá rồi đó. Bây giờ Hương sẽ xắt cái con này nè. Đây, cho mọi người thấy nè. Bộ chà bá lửa nè. Bây giờ sẽ xắt mỏng đây ha. Tại vì nó dày quá, súp nó sẽ không ngon. Thấm, cái này. Trời ơi. Trời ơi, nó dày lắm luôn á. Đây nè mọi người. Hương đã bỏ gạo với thu đủ vô rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho cái thu đủ này cho nó chín nha. Chín xong rồi lát nữa mình sẽ cho cà vô. Đang sôi nè mọi người. Mọi người xem nè, cái nồi này là Hương tao sơ cái phần đầu với cái phần đuôi ha. Cho nó chắc thịt đó. Mục đích là cho cái cá nó không bị bở cái mà mình nấu cháo. Lát nữa nó sôi thêm một tí xíu nữa mình sẽ cho cá vô. Đây nè mọi người, cái nồi cháo chất lượng nè. Cà, thu đủ, cá này đang sôi nè. Ủ nè, ủ nần luôn á. Đây nè mọi người, thau chà bá lửa luôn nè. Cây này là có hành tím luôn nè, tỏi, đường, bột ngọt nha, sa tế. Bây giờ đang để khoảng 15 phút cho nên nó thấm nè. Đây nè, nhìn ngon quá, đã quá. Nhìn thịt giống như thịt gà ấy. Cá to. Cá này là chắc cũng tầm gần nửa ký á mọi người. Cho nên là cái thịt lúc trước mà nướng á, ăn nó dai, nó thơm lắm. Wow. À, nhìn ngon chưa? Nát
nguyên cả cái đầu cá. Ngọt kinh ngọt. Tô cháo chất lượng á. Ngủ chưa vậy? Cháo nào ăn đầu, ăn đầu chắc giờ ngủ quá. Chưa, ăn chưa lắm. Ngọt rồi, ăn kém. Bây giờ đâu? Đây nè, đó. Linh mang lá mơ, thêm miếng ké nè. Ké mà mập chị mỡ luôn nè. Chấm miếng mỡ. Thịt bệnh này ăn dài hết, không biết rồi không? Lên một ký. Hôm nay là coi nhà lá vườn à. Chứ không có đi chợ được. Cái lạnh á. Ăn cái, ăn cái bà cua, cái không? Ừ, ngon lắm. Cá ăn ngon à. Trời ơi, cá trơn này nó về, nó to mà nó dai. Nó ngọt mà nó thơm nữa chứ. Nó tắt đi, sắc nuôi ra bên bếm rồi sắc mầm mầm cái sơn ăn.